hỗ trợ cái thật chị Mạnh nha. Xe nó bình nó bị yếu á, bình nó bị hư, đẩy đây thôi. Mấy cái bình nó bị yếu, nó báo lỗi 46 nè. 46 hả? Kiểm tra lại. Nên cao mưa. Cái này quấn sao cho đựng gớt vậy trời. Nó nè. Quấn ngược cỡ. Sợ ra mì chém hư vỏ.
cho cái thân chị Mạnh. Xe nó bình nó bị yếu á, bình nó bị hư, để đây thôi. Cái bình nó bị yếu, nó báo lỗi 46 nè. 46 hả? Kiểm tra lại. Đợi nó tắt nè. Tình hình là mình bị hư xe, bị hư cục sạc, sửa xe chiều giờ tới bây giờ mới tới được Cần Thơ. Thì mình sẽ đi lại khách sạn để mà nghỉ ngơi. Thanh niên viết biết mấy chỗ sửa hết trơn. Gành đó. Thẳng luôn.
kế bên mà sao chạy xa chứ ta, thấy kế bên mà chạy xa phải luôn. Nãy anh đi đổ đầy bình 200 luôn hả? Phòng 16 không mở thằng 6. Đang tắm đi qua bên kia.